nước ngoài. Mụn đi. Hello, xin chào bà con. Đang ở Tuyệt Tình Cốc. Vào đây rất mát và nắng. Cái gì? Đâu? Em nhìn thấy chưa? Vậy á? Đẹp chưa? Vào đây đi xe đạp thì sướng. Đây là Đức Lang cái thằng quân. Đức Lang cái thằng quân. Giờ này là... Ui. Kêu kinh quá. Ui ôi em sợ. Sợ thật đấy. Hai đứa đánh nhau đi. Áo hoàng cũng bị dính à? Đánh nhau xin ai thắng ai thua. Thế nào cũng rơi chai nước bố ạ. Thủng rồi. Trông giống zombie thật đấy. Em ơi nắng như vậy em ngồi đấy à? Đối em bơi ở đây. Cách 60 phần nữa. Không nhận gì sướng không? Em ơi! Nắng như vậy cứ đứng ở ngoài nắng nhá. Nên là anh Nam mới gọi con ra đi ăn là đúng thôi. Hello Phạm Huân. Cái gì vậy? Em cứ bắt em hái cái gì vậy? Hái trộm hoa rừng à? Hái đưa cho kẻ thù. Xin chào bà con. Có ăn kem hay xúc xích vào mà ăn. Sống nghĩ cái gì ăn cái gì đi. Gà mạnh hoạch hay cái gì thích cái gì được. Ba bảo không nó thích ăn cái gì kệ nó. Hả? Jollibee á? Kìa bố kìa. Kim bắp của Jollibee. Mà chúng ta sẽ ăn cái gì cho thích bảo vậy thì các con này trả lời là chúng ta sẽ ăn cái này. Vậy à? Thật à? Vậy đi. Hả?
Hello Tu Nguyễn. Đẹp quá. Có lên kia không? Hả? Em lên đi. Hai đứa lên thì bố mẹ ra đây chờ. Đi đằng này mà gái. Đây là con gái thứ hai đấy. Không, ở đây là tuyệt tình cốc. Ngày nghỉ chúng nó cứ đòi đi đi vậy. Hai thằng già đi theo phục vụ nước nồi trẻ thuốc cho chúng nó. Em trẻ thuốc cái nước nồi qua đây nào. Zombie. Đấy, zombie đấy, quay chậm chậm. Chào cờ, chào. Đằng con mình làm đi. Cái tay, lúc cái này ấy, chụp ảnh ấy, giờ vậy rồi lại phải tụt lại à. Hả? Đẹp nhỉ? Ai vậy? Đúng. Tâm hấp. Tâm đâu? À Tú Nguyễn. Đẹp chưa? Này hôm nay cũng vào rét thì có rét đâu. Nhưng mà trời này là cũng được nhỉ. Chào em Cường.